đào tạo hạt thiết, rồi còn gì nữa? Rồi ai có từ khóa khác? Ai có từ khóa khác làm sao để bán được sản phẩm giá cao ạ? Và dịch vụ cộng thêm đi xuống đi ạ. Dịch vụ cộng thêm. Rồi còn gì nữa ạ? Các phục vụ. Các phục vụ, ok, đi xuống các phục vụ. Tiếp đi ạ. Đi xuống đây nè. Vui đây, này vui lắm nè. Ghi xuống đây rồi các chị sẽ thấy những cái gì mà các chị ghi xuống á, là tôi sẽ chỉ cho các chị thấy là có cái vấn đề này. Tiếp đi. Sự khác biệt. Rồi ok. Tiếp. Thương hiệu. Thương hiệu, hay lắm, ghi xuống đây ạ. Thương hiệu. Chính xác.